chúng con con xin ngài cũng soi dẫn cho chúng con trong giờ này cho lời của Chúa sống như chúng con trong danh Christ Amen và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abram rằng ngươi hãy ra khỏi quê hương phòng bà con và cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi xanh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi rủa xạ, kẻ nào rủa xả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta biết ở trong công vụ các sứ đồ chương 7 câu 2 đến câu 4 thì thấy được rằng ấy là lời hứa này đã Chúa đã ban cho Abraham trước khi ông rời khỏi Ur đến canh đê. Kinh thánh thì ghi nói rằng là cha của Abraham là Thare đến nhưng thực sự ấy thực tế là Abraham đã nhận được cái lời hứa tại trong xứ Ur và khi cha của Abraham là Thare có nghĩa là cái tên đấy có nghĩa là trì hoãn ấy khi cha của ông chết ấy, thì buộc ông phải vâng lời hoàn toàn Đức Chúa Trời. Và đây là lần mà Chúa lặp lại lời hứa. Cho ta xem trong công vụ nhé, chương 7, câu 2 đến câu 4 này. Ê tiên trả lời rằng hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đường ở. Tức là Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan. Sự vâng phục một phần của Abraham đã không làm mất lời hứa của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, thì điều đó có nghĩa là lời hứa vẫn đang để dành cho đến khi Abraham sẵn sàng thực hiện những gì Chúa đã phán. Abraham chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại của đức tin, thậm chí là cha của những kẻ tin. Calati chương 3 câu 7 Nhưng ông đã không bắt đầu ở đó. Chúng ta sẽ thấy Abraham như một tấm gương về sự trưởng thành trong đức tin và trong sự vâng lời. Sau khi Ngài muốn Abraham rời khỏi đất nước và những người thân của ông, Đức Chúa Đầy đã hứa cho Abraham một vùng đất. Cụ thể, Đức Chúa Đầy đã hứa về vùng đất của Israel vĩ đại hơn. Đây là những lời hứa của Đức Chúa Trời và chúng ta hãy để để ý ở trong cái câu mà vừa đọc ấy thì có 5 lần Chúa nói rằng là ta sẽ, nguyên nghĩa nó là ta muốn 5 lần. Trong tiếng Việt đây thì có 4 lần thôi. Nhưng cái chỗ mà ta sẽ ban phước, người nào chúc phước ngươi và ta sẽ thì trong tiếng Việt nó không có chữ ta sẽ nó lặp lại thêm một lần nữa. Tiếng Việt nó bị nuốt cái chữ này viết tắt cái chữ này mà ta sẽ rùa xả kẻ nào rùa xả ngươi mình thay cái chữ ta sẽ bằng ta muốn nha ta muốn điều này có nghĩa rằng đó là nói ý muốn của đức chúa trời đây tôi ai nhớ lại cái chỗ mà sa tăng ấy nó bắt trước thì nó lặp lại y chang năm lần ta sẽ ta sẽ lên trời ta sẽ đặt ngay ta năm đúng năm lần có nghĩa là ta muốn đấy ở chỗ này cái câu này nó ý nghĩa lắm ấy chúng ta hãy đánh dấu vào trong kinh thánh của mình và đây ấy ở đây chúng ta thấy Abraham được ơn vô cùng là một người bắt đầu một đời sống đầu phục chúa và chúng ta cũng thấy một điều rằng sự đầu phục chúa này là do chúa chọn không phải do chúng ta chọn chúa đặt ấy, chúa chọn Abraham ấy làm cái bình trong tay người thợ gốm chúa đặt ông ấy là cái bình trong tay người thợ gốm và chúng ta đừng quên cái điều này tấm gương của Abraham cũng là cái tấm gương để cho chúng ta học một đời sống đầu phục chúa có nghĩa rằng là ngài là chủ ta muốn bây giờ chúng ta thử xem theo cái bản dịch nguyên gốc nhé. Thì cái câu này, từ câu 2 đến câu 4 này, ta muốn làm cho ngươi trở nên một dân lớn, ta muốn ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta muốn ban phước cho người nào chúc phước ngươi. Ta muốn rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Và các tri tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Qua đây chúng ta liên hệ đến chỗ mà Chúa Giêsu Ngài dạy cầu nguyện. lấy cha chúng con ở trên trời. Xin danh cha được thánh, nước cha được đến và ý cha được nên. Ý của Ngài là gì? Ta muốn. Ý của Ngài là ta muốn. thì câu ở đây ấy là Chúa lặp lại 5 lần. Và 5 lần đây, số 5 nó có ý nghĩa là ân điển. Là ân điển. Chúa ban ân điển. Thì mình thấy là Satan ấy nó cũng làm giả. Nó cũng làm giả ân điển. Và 5 lần ấy, nó cũng ngược hoàn toàn. Và Abraham, cuộc đời của ông là đánh dấu bằng sự trưởng thành nơi chưa trọn vẹn ngay và Chúa huấn luyện ông, Chúa rèn ông là một cái bình mẫu trong tay người thợ gốm, một cái bình chuẩn. Bây giờ chúng ta ở trong, và ông được gọi là cha của những kẻ tin. Thì khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta được nhận cái điều mà Ngài hứa cho chúng ta ở đây. Thì cái lời Ngài hứa ở đây là ta muốn và năm lần ta muốn. Thì ở trong Chúa Giêsu ấy thì chúng ta nhận được cái đó. Chúng ta có thể nhận được ở trong Đấng Christ. Không phải từ trong Chúa Giêsu Christ chúng ta chạy đến với abraham nhé mà trong chúa Giêsu christ thôi thì chúng ta được nhận lời hứa mà ngài ban phước cho dòng dõi abraham bởi vì chắc là trong một đề tài khác thì sẽ nói về ý nghĩa dòng dõi abraham và đấng christ nó liên hệ đến như thế nào bởi vì cái lời Chúa hứa là ta sẽ ban phước cho ngươi và dòng dõi ngươi thì không phải là những dòng dõi ngươi mà là một dòng dõi và đây là một dòng dõi đây chính dòng dõi đó mà con rắn nó tìm cách nó tấn công và nó hủy phá phá quý từ bao thời đại từ Cain, Abel, kẻ thù nó đã muốn phá hoại cái dòng dõi của người nữ là dòng dõi của Đấng christ ấy. dòng dõi của Đấng Cứu Thế, Abraham, Isaac và Jacob thì đều nói đó là dòng dõi chứ không phải là những dòng dõi. Thì Thiên 22 thì nói rằng ấy là một dòng dõi sẽ đến, một dòng dõi mới sẽ đến và tôn vinh Chúa. Một dòng dõi mới sẽ ra đời, đến và tôn vinh Chúa. Và dòng dõi mới đấy ấy, thì cho ra tạo vật mới ở trong Chúa. Thì đây chính là Đấng christ nên chúng ta hiểu là từ dòng dõi đấy mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ ấy, thì chúng ta được dự phần trong các phước lành ngài ban cho Abraham. Và chúng ta là những con cái của sự tự do chứ không phải là của nô lệ. Tiếp theo nữa là Đức Chúa Trời ngài sẽ làm cho ông trở nên một quốc gia, Abraham trở nên một dân vĩ đại, một dân lớn. Ngài hứa sẽ ban cho từ Abraham ấy, từ Abraham sẽ ra một dân tộc lớn và ông sẽ có đầy đủ con cháu tiếp theo thành một quốc gia. Chỉ chữ một ta muốn làm nổi danh ngươi. Đức trước đây ngày hứa ban cho Abraham làm cho danh của ông trở nên vĩ đại. Sự thật đấy, có lẽ trong lịch sử không có cái tên nào được tôn vinh nhiều hơn là tên Abraham, người được người Do Thái, người Hồi giáo và cơ đốc giáo đều tôn vinh nhau. Câu 3. Ta muốn ban phước cho người nào chúc phước ngươi, ta muốn rùa xả kẻ nào rùa xả ngươi điều này vẫn đúng cho đến ngày nay và là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy tàn và hủy diệt của nhiều đế chế khi người Hy Lạp đánh chiếm Palestine hạ bệ bàn thờ trong đền thờ của người Do Thái họ đã sớm bị à, đế quốc La Mã đánh bại khi người La Mã giết Phalo và nhiều người khác và phá hủy Jerusalem dưới thời Titus thì La Mã đã sớm thất thủ Tây Ban Nha bị xuống dốc đứng hàng thứ năm sau cái phiên tòa án dị giáo chống lại người Do Thái. Đây là những sự kiện trong lịch sử nhé. Ba Lan bị sụp đổ sau chiến tranh. Nước Đức của Hitler suy tàn sau những cơn thịnh nộ do bài xích người Do Thái. Anh Quốc đã đánh mất đế chế khi phá vỡ niềm tin với Israel. Đây cũng là một lý do tại sao Hoa Kỳ được ban phước đến như vậy. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hiện đại đầu tiên trao quyền công dân và sự bảo vệ đầy đủ cho người Do Thái. Những lần mà giáo hội ấy, bắt bớ nhà thờ mà bắt bớ người do thái tại vì trong thời trung cổ nhà thờ có bắt bớ người do thái bắt bớ nhiều tại tây ban nha cũng có rồi thậm chí còn bắt người do thái cải đạo nữa đó là thời kỳ đen tối ở trong abraham tất cả các gia đình tri tộc ở trên đất sẽ được ban phước không chỉ abraham được hứa ban phước mà đức chúa đời còn hứa làm ông thành sự ban phước thậm chí đến độ tất cả các gia đình trên đất sẽ được ban phước trong Abraham. Và Kinh Thánh biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng công bình dân ngoại bằng đức tin, nên đã rao giảng phúc âm trước cho Abraham rằng, Galati chương 3 câu 8 câu 9, nhờ ngươi mà mọi dân sẽ được phước. Vì vậy, những ai có đức tin thì được ban phước ở trong đấng Chris qua cái phước lành mà Chúa hứa với Abraham. Khải Huyền chương năm câu 9 thì nói về bài hát mới. Chúng hát một bài ca mới rằng ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra vì ngài đã chịu giết lấy huyết mình chuộc cho đức chúa trời những người thuộc về mọi chi phái mọi thứ tiếng và mọi dân tộc mọi nước công việc của chúa giêsu sẽ đánh động mọi nhóm người ở trên đất này Luther thờ nói rằng lời hứa nhờ người và mọi dân ấy sẽ được phước ở trên đất nên được viết bằng chữ vàng và phải được tung hô trong ngôn ngữ của tất cả mọi dân vì Ai khác đã ban phước lành này cho tất cả các quốc gia, ngoại trừ con của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Câu 4. Rồi Áp-ram đi theo như lời Đức giê va đã phán dạy. Lót đồng đi với người khi Áp-ram ra khỏi charan tuổi được 75. Đây là sự vâng lời một phần của Áp-ram. Đức Chúa Trời truyền cho ông phải ra khỏi quê hương và bà con, và ông mang theo cháu trai của mình là Lót. Lót đi với ông. Lót sẽ không phải là một phước lành cho Áp-ram lót sẽ không gì hơn ngoài rắc rối và bất tiện nếu mà chúng ta theo dõi tiếp theo ấy nếu để ý trước ấy vào trong chương 11, ấy thì thấy được rằng cha của lót thì mất sớm cho nên là lót theo abraham nếu vậy thì lót có phải là bài thi cho abraham chăng vì xét lại về sau thì đúng là abraham phải lo cho lót nhiều lót rồi sau đấy sinh ra hai dân ấy thì cũng làm sự rắc rối cho dân israel về sau này câu 5 đến câu 6. Abraham dẫn Sarai, vợ mình, lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra, để đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây xẻ bộp của More tại Zikhem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Khi Abraham ở trong xứ ngày hứa, đấy, thì Đức Chúa Trời nhắc ông về lời hứa của Ngài, vùng đất mà Abraham, Chúa bảo rằng sẽ thuộc về ông và dòng dõi ông. Ta sẽ ban đất này cho con cháu các ngươi. Abram chưa bao giờ sở hữu bất kỳ miếng đất nào trong số này loại trừ cái khu đất chôn trong sáng thế ký chương 23 câu 14 đến 20. Tuy nhiên lời hứa của Đức Chúa Trời là bằng chứng đủ để đảm bảo với Abram rằng ông thực sự làm chủ cả cái xứ đó. Và tại đó ông đã xây một bàn thờ cho Chúa. Abram nghĩ rằng việc này là quan trọng. Bàn thờ rất quan trọng đối với Abram vì đây là nơi để gặp gỡ Đức Chúa Trời để dâng của lễ lên cho Chúa, giải tội, chuộc tội, thể hiện sự phục tùng Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta lưu ý, bàn thờ ở đây ấy, đó là Chúa dẫn dắt Abraham đến đây và đến tại nơi Chúa muốn ông đến và ông lập bàn thờ cho Ngài. Đó là sự thờ phượng. Không phải là mình đến một nơi không biết là có ý Chúa hay không, dựng bàn thờ lên để thờ. Thì cái đấy là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ấy. Cái đấy không phải là ý của Chúa, không phải là ý muốn của Chúa. Và nhiều khi, nhiều khi chúng ta bị rơi vào sự lừa dối, không đúng ý muốn của Chúa, nhưng mà muốn để nhận sự ban phước từ nơi Chúa. Và từ đó mới sinh ra những cái lễ nghĩa, phú quý sinh lễ nghĩa, thờ thiên kiêng lành, nhưng mà kêu trời vẫn không thấu. Nó khác nhau một chút thôi nhé. À đây nó chỉ khác nhau một chút, cũng là thờ phượng này. Cho nên mới có câu là ai yêu Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Thì ở đây, Abram ấy là ông lập bàn thờ, và đây là cái bàn thờ đầu tiên khi ông đến trong xứ ông lập và ở đây ấy, là Chúa hiện đến cùng người Chúa hiện ra ngài hiện đến Đức Giêsu và ngài là Đấng đã hiện đến cùng người tức là Chúa đã hiện đến cho Abraham và cho ông được cái khải tượng Cơ đốc nhân chúng ta cũng có bàn thờ trong Hebrew 13 câu 10 chúng ta gặp gỡ Đức Chúa trời tại nơi riêng của mình chúng ta ghi nhớ sự hy sinh mà Chúa Giêsu Christ ngài đã làm vì tội lỗi Ephesos chương 5 câu 2 chúng ta tận hiến thân thể dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống Roma 12 câu 1 và chúng ta dâng của lễ sự ngợi khen bằng bông trái xưng danh ngài ra Hebrew chương 13 câu 15 Abraham dựng lều của mình ngay trong cả đất mà Đức Chúa Trời ban cho ông Abraham chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà ông chỉ chuyên sống trong căn lều lều là nơi ở của những người lữ khách và không cắm rễ vĩnh viễn chúng ta cũng phải luôn nhớ là những lữ hành ở trên đất này Chúng ta đang hành hương ở trên đất này. Führer 1, chương 2 câu 11, thì có nói là chúng ta đang là những người lữ khách ở trên đất. Mình nên sống như những người có nơi vĩnh viễn là tại trên trời, không phải là trên đất. Có quá nhiều cơ đốc nhân muốn xây lâu đài ở trên đất và nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc với những chiếc lều trên thiên đàng. Ngược ấy. Người hành hương là người rời khỏi nhà và đi đến một điểm cụ thể. Một người hành hương không phải là một người trôi giạt, bèo giạt mây trôi chốn xa xôi. Một người hành hương ấy có mục tiêu, mục tiêu của Abram và cũng là mục tiêu của chúng ta. Đó là thành phố ở trên trời của Đức Chúa Trời. Hebrew chương 11 này, câu 10 thì các nói Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Câu 16 Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Chúng ta xem tiếp câu 10 Bây giờ trong xứ bị đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Abram xuống xứ Egypto mà kiều ngụ. Abram không sai khi lo lắng về nạn đói và nuôi sống gia đình mình. Nhưng Abram đã sai lầm khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không cung cấp cho nhu cầu của ông ở nơi mà Đức Chúa Trời đã gọi ông đến sống. Sau cùng, ấy, Đức Chúa Trời đã gọi Abram đến Canaan, không phải đến Ai Cập. Ông đã không cầu hỏi Chúa mà ông đi, đi xuống Ai Cập. Abram giống như hầu hết chúng ta, nhận thấy dễ dàng tin cậy Đức Chúa Trời vào những lời hứa xa vời hơn là vào những nhu cầu hiện tại. Abraham đi xuống Ai Cập. Khi chúng ta bị thử thách theo cách này, ấy, chúng ta thường tin rằng hành động của mình là ổn vì không có hại gì có thể xảy ra. Chúa ở cùng mà. Mặc dầu Đức Chúa trời hết lòng bảo vệ Abraham ngay cả ở tại Ai Cập, nhưng ông đã ra đi với hành lý quá lớn và bị một vị vua ngoại giáo của trách. Cái này gọi là nhục. Tai họa đã đến. Cái tai họa đặc biệt xuất hiện ấy, sau khi có một người nữ nô lệ tên là Aga, Hagai người mà sarai nhận được khi đến ai cập và là nguồn gốc của sự rắc rối lớn cho đại gia đình này chúng ta luận thêm một ý ở đây giả sử bây giờ đây là cái câu chuyện mà mình đặt thêm một cái giả thiết thôi nhé để cho nó rõ cái vấn đề hơn bởi vì dựa trên cái căn bản là abram đang được chúa huấn luyện mà có thể lắm ấy là ông xuống ai cập ông cũng lập bàn thờ tại đó cái này có thể sai nhé có thể không đúng nhưng mà mình cứ đây là cái bài học cho mình cho nên mình đặt cái đặt cái giả thiết này đây gọi là cái phản đề đấy abraham có thể xuống ai cập để lập bàn thờ và ông lập cũng lập bàn thờ tại đó thì chúng ta thấy một điểm đặc biệt không được ghi ra trong kinh thánh điều này nếu như có mà không được ghi ra trong kinh thánh thì điều này có nghĩa là gì trong đời sống đức tin của chúng ta có những lúc chúng ta đi theo ý riêng chúng ta cầu nguyện theo ý riêng lập bàn thờ theo ý riêng thì đối với chúa không là gì đối với chúa không là gì chúng ta tin chúa thì phải là giống như là đối với Abraham ấy, đó là ta muốn, ta sẽ, ta muốn. Đó là ý muốn của Ngài hoàn toàn cho chúng ta trong một sự đầu phục đó. Còn khi ông đi đến cái nơi mà ông lập bần thờ ấy, thì nơi đó để mong được rằng ấy là cũng thoát nạn, thoát thoát đói, giảm nghèo ấy, thì cũng không đúng, cũng không đúng ở trong ý muốn của Chúa. Và cái đấy là cái mà cho chúng ta, để cho chúng ta thấy được. Và nó không được ghi vào. Hành động đấy cũng tốt đúng không ạ? Đây chỉ là cái phản đề thôi nhá cái suy nghĩ như vậy để thực sự ấy thì trong đời sống của cơ đốc nhân chúng ta có nhiều khi như vậy hay không? Chúng ta đi theo ý riêng rồi cầu nguyện chúc phước nhưng cuối cùng ấy thì chúa bảo là gieo gì vẫn gặt nấy có nghĩa rằng là bước đi trong sự mà chúng ta gọi là thuộc linh ấy nó cũng không có che đậy được cái sự xác thịt mà gieo xác thịt sẽ gặt xác thịt. Abram đi đấy đây là đi trong xác thịt này thì ông sẽ gặt xác thịt. Chúng con dâng lời cảm ơn ngài cho cho chúng con ở trong ở trong Chúa và cho chúng con học bài học từ nơi Abraham. Ở đây học cái sự đầu phục trong ý muốn của Ngài. Xin ý cha được nên và xin dạy cho chúng con biết ý muốn của Ngài. Đi theo đầu phục trong ý muốn của Ngài. Và điều này không giống như chúng con nghĩ. Vì chúng con dễ thờ một cái thần tượng và đem Ngài vào một cái khung thần tượng để mà thờ theo lối cũ. Xin lời của Chúa làm cho chúng con được thánh hóa và cho chúng con được bước trong ý muốn của Chúa.